để cho ra Thiên Việt và đồng thời Thiên Tập cùng một người sáng lập Ngô Tuấn Kiệt, mang họ Thiên Thiên Tuấn Kiệt, là dưới trần trên trời ngụ tên là Thiên Nhãn, tên Phàm con Thợ Mộc. Thật sự sư phụ không có biết sư phụ họ gì, phải họ Ngô nè. Tại ngày xưa ông cố bào giác Phàm, ông nhiều vợ quá cho nên bà cố mang cái bầu đi lang thang, rồi cái lấy ông sao mang cái họ Ngô thôi, chứ thật sự bộ chả biết sư phụ họ gì luôn, cũng chả biết sư phụ sanh ngày nào khác nào. Còn cái ngày mà bây giờ trên thẻ căn cước là ngày nhập trại tị nạn đó thôi, nên Thiếu Tướng Kiệt này cũng chả biết năm sanh ngày sanh, cũng chả biết họ của mình, chỉ biết là ông Thợ Mộc nuôi mình sanh ra cái xác Phàm, người sáng lập Ngô Tuấn Kiệt, mang họ Thiên Thiên Tấn Kiệt, là dưới trần trên trời sư phụ tên là Thiên Nhãn. Tất cả 12 anh em của sư phụ đều là họ Thiên hết, sư phụ không dám nói đây, cũng gần gần giống như mấy con vậy, mà có nhiều tên lạ cũng là y như chúng ta Thiên Thông. Rồi mấy bà chị cũng là Thiên, cũng nhân thánh mẫu Thiếu Hạnh, thì người đời kêu là ánh mẫu Lưu Hạnh, chứ thật sự tỷ tỷ có một cái chữ Thiên á. Một người sáng lập đạo cũng là sáng lập Thiên Việt cùng một người, sau này đi song song và đạo và đời song song, sau này sẽ có những cái thế hệ sau lưu truyền. Người mà tu dở là dở nhất luôn á, không có giữ được 12 giới, chỉ làm một cái giới đầu tiên thôi thì đã là không có tham nhũng rồi. Trong đó là giới tứ ân là cũng góp sức được cho quốc gia. Những cái trường đại học Thiên Việt Thiên Tâm sẽ mọc đầy khắp tất cả trên quả địa cầu này, trong thời gian kế tiếp sẽ đào tạo qua những người hiện tại, rồi sau này họ Thiên sẽ có những vị thầy cũng mang dấu hiệu Thiên, rồi đi dạy lịch tất cả, có hệ thống đàng hoàng, một tuần phải làm gì, tháng này phải làm gì. Họ bác quan trai, nhưng mà mình không có dùng danh từ đó, mình dùng danh từ khác, rồi phải đi nhập thấp, phải đi retreat, rồi phải buông bỏ, rồi phải đi làm từ thiện, rồi phải đi cho bớt tài sản của mình, chứ không có thể mới đi mua hột sòn với vàng rồi bỏ vô xì vô nhà băng là cắt hoài, không có cái đó. Vừa đủ xài còn nhiều phải đem ra cho bớt những người nghèo. Thì họ Thiên có sau này có những cái công thức đó. Trong mắt các con nhìn lại, mặt tròn, mặt vuông, mặt dài, đúng không? Nhưng mà trong mắt sư phụ á, nhìn này, chỉ là mang thân phàm thôi. Có người chúng ta mang thân cùng giống nhau, nhưng mỗi người là bề trong là thú, rồi có những người bề trong là dạ so đầu thai hay là hồ ly. Nhưng mà trong mắt sư phụ nhìn, bữa giờ chưa giờ có đứa đệ tử nào là gọi là hồ ly hay dữ á. Mà mình muốn nhận dạng được những cái người mà trong gia đình mình như vậy đó, mình coi cái tư cách của họ đó. Đừng có theo đẹp trai hay đừng có theo tướng đô con này nọ nghe. Đối với có hồng phúc, có con của Thượng Đế sáng lập đạo và đời để lưu truyền cho nhân loại, đồng thời cứu nước Việt và đưa nước Việt thành một nước sánh vai cùng cường quốc trong tương lai. Con cái nãy về trên dặn dò thôi, tất cả họ Thiên là phải giữ vững lòng tin, không có được nôn nóng, cứ đọc kinh ngồi thiền. Tại vì cái sàng lọc có nghĩa là không có muốn cái sự đổ nát chết chóc, không có muốn những cái tòa nhà building đổ nát như kiểu Syria hay là kiểu Palestine á, Do Thái nó tấn công á, ở trên không có muốn vậy. Mình không có muốn Hà Nội sập Bắc Hà Đế Kinh á, mình không có muốn là những thành phố mình đổ nát, thì phải cho bề trên có chút thời gian để mà uyển chuyển, miễn làm sao cuối cùng bất chiến tự nhiên thành là mình ok. Còn mà dùng súng qua bắn lời nó sẽ đổ nát thành phố, là một cái trái tiễn rocket mà nó vô cả mấy chục năm sau, trăm năm sau chưa xây được. Những cái đó là tài sản quốc gia, mình không có muốn Trung Cộng nó bắn vô nước mình phải từ từ, chứ không có gấp được.